Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 6 tháng 9. Ở thị trường hiện tại thì đang thể hiện khá là rõ cái tâm lý về việc chờ đợi cái thông tin từ cái báo cáo Nan sẽ được công bố vào 7 giờ 30 phút tối ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn thấy trên lịch sự kiện thì đó là báo cáo nan farm cùng với cả các cái dữ liệu của thị trường lao động của Canada đúng không ạ? thì ở đây mọi người có thể nhận thấy rằng cái tâm lý chờ đợi này thể hiện rất rõ trong cái phiên trading đi ngày hôm qua trên một loạt các cái cặp tiền tệ chính. thí dụ như là USD gpn chúng ta nhận thấy rằng nó là gì gần như cũng là trading sideways mặc dù dao động khá là trong ngày biến động khá là nhiều nhất là cái thời điểm khi ADP công bố cũng như là ism công bố nhưng chúng ta nhận thấy về cơ bản vẫn là một cái ngày trading sideways hay thí dụ như là Uh, USD CAD chúng ta cũng nhận thấy rằng là gì ạ à, mặc dù có tăng nhưng không tăng quá là nhiều hay là đồng bảng chúng ta cũng nhận thấy câu chuyện tương tự như vậy có tăng nhưng mà cũng là chết đi sideways và dao động trong một cái biên độ rộng đúng không ạ thì uh, hôm qua cơ bản vẫn là một ngày uh, đồng đô la mỹ suy yếu nhưng mình thì vẫn đánh cá vào một cái kịch bản có thể sẽ có cái sự phục hồi đặc biệt là trong cái phiên chết ngày hôm nay lý do tại vì sao thì hôm qua chúng ta biết rằng là báo cáo non farm rất là xấu lăn Farm ngày hôm qua chỉ có chỉ uh, xin lỗi không phải là lăn Farm mà là ADP lăn Farm, có nghĩa là ấn bản lăn Farm của công ty ADP kết hợp với uh, uh, Stanford nha Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Dữ liệu của nó chỉ có 99.000 việc làm được tạo ra trong tháng trong tháng 8 mà thôi, thay vì cái con số ước đoán là 144.000. Và con số của tháng trước thì cũng được hiệu chỉnh chốt lại từ 122.000 mà xuống còn có 111.000 mà thôi, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta nhận thấy rằng theo sau cái dữ liệu của công ty ADP công bố này á, đồng đô la Mỹ đã rất là yếu. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trên M15 phút. Khi cái tin tức này được phát hành á, chỉ số DXY bị bán xuống rất là mạnh phía xuống phía bên dưới này. Tuy nhiên sau đó thì có một chút phục hồi khi mà cái con số Ờ, người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được công bố cho thấy rằng nó không thực sự quá là yếu quá là tệ như là công ty Anpham đúng không ạ? Ở đây ấy thì là có 227.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thay vì cái con số ước đoán là 231.000 đúng không ạ? Và đặc biệt là đến khi cái con số ESM công bố á, thì cho thấy cái lĩnh vực sản xuất à, xin lỗi cái lĩnh vực dịch vụ của Mỹ thì vẫn khá là mạnh về cơ bản thì vẫn đang nếu như nhìn con số này thì chỉ xem xem hay là bằng với lại cái con số ước đoán thôi nhưng chúng ta cần hiểu rằng 51.5 có nghĩa rằng là cao hơn cái ngưỡng 50 thì vẫn là đang mở rộng có nghĩa rằng dịch vụ vẫn là mạnh dịch vụ vẫn là mạnh và theo sau cái dữ liệu ISM này thì DSI đã có cái cú tăng trưởng bứt phá phục hồi thế nhưng do cái dữ liệu của Farm sẽ được công bố vào ngày hôm nay, cho nên rằng là thị trường lại giảm trở lại và đó là thể hiện rất là rõ cái tâm lý chờ đợi của thị trường về cái dữ liệu rất là quan trọng được công bố ngày hôm nay. Và theo như đánh giá cá nhân của mình ấy, thì có khả năng đồng đô la Mỹ sẽ phục hồi vào cái ngày hôm nay sau khi Farm được công bố. Tại vì sao? Tại vì là hôm qua thì ADP công bố một cái ấn bản Farm rất là xấu như này, đúng không ạ? Thế nếu như câu chuyện nó sẽ xảy ra tiếp theo là nếu như cái Bản năn pham của bộ lao động công bố lại không có yếu như là cái năn pham của ở uh, uh, công ty ADP thì sao Thì rõ ràng rằng là gì ạ, thị trường đang bị định giá quá mức đúng không Chúng ta thấy rằng thị trường đang bị định giá quá là mức Và như thế có thể sẽ có cái định giá lại Bên cạnh đó chúng ta cũng biết rằng ngày hôm qua tác động để làm cho đồng đô la Mỹ vẫn còn suy yếu Mặc dù trước đó khi sm công bố nó đã đi lên rất là mạnh nhẹ Là nó còn liên quan đến một cái bình luận của một cái nhân vật mà có thể có tiềm năng sẽ trở thành bộ trưởng Bộ tài chính Hoa Kỳ, một nhân vật cũng rất là nổi tiếng đó chính là John Paulson. Chúng ta biết rằng John Paulson thì ông này nổi tiếng trong cái uh, thời đại khủng hoảng năm 2007, 2008 khi mà đặt cược rất nhiều vào trái phiếu uh, thế chấp đúng không ạ? Thì chúng ta biết rằng nó là gì ạ? Uh, Paulson có cái dự đoán có cái phát biểu rằng đó là gì ạ? Uh, cục dự trữ Liên bang á, thì đã chờ đợi quá lâu để cắt giảm lãi suất, đúng không ạ? ấy và ông dự đoán rằng ấy, là cái cắt giảm lãi suất của Fed trong thời gian tới có thể sẽ đẩy lãi suất về cái mức khoảng 3% và thậm chí có lẽ lên tốt hơn ấy, là khoảng 2,5% đúng không? ấy thì chúng ta biết rằng là John Paulson thì đang hứa hẹn có thể sẽ trở thành bộ trưởng bộ tài chính nếu như mà Donald Trump giành uh, trở thành ứng cử viên tổng thống đúng không? và nếu ngay cả khi ông không trở thành bộ trưởng bộ tài chính thì ông này với cái kinh nghiệm lịch sử và là một tỷ phú với những cái phát biểu rất là uh, được mọi người quan tâm như vậy á thì cũng gây cái tác động uh, tương đối lên đến đồng đô la Mỹ và đẩy đồng đô la Mỹ bị bàn tháo trở lại vào cái cuối phiên mới Mỹ ngày hôm qua đúng không ạ một thông tin cũng rất là đáng chú ý trong cái phiên trading ngày hôm qua ấy mà chúng ta cần phải lưu ý đó chính là cái quyết định cắt giảm uh, hơn là gia tăng cái việc cắt giảm sản lượng Của cái khối OPEC cộng Cụ thể ở đây ấy, thì mình đã tải cái ảnh này về cho nó rõ hơn Chúng ta thấy rằng nó là gì ạ ờ, Một loạt các cái quốc gia thuộc cái khối OPEC cộng Đã có cái điều chỉnh về cái việc cắt giảm sản lượng Về cơ bản ấy, thì họ tăng hơn Cái việc cắt giảm này đúng ạ Thí dụ như là Nga Trước đó kế hoạch là cắt giảm 8 tám Thì giờ họ cắt hơn 9.000 thùng đúng ạ Hay Oman 759 lên 763 đúng ạ UAE tiểu vương quốc Ả Rập 2912 lên 2926. ấy rồi Iraq 4000 4018 đúng không ạ? Và việc cắt giảm này á, thì đã đang đẩy cái giá dầu giảm. Chúng ta nhìn thấy rằng là dầu trong cái phiên trading ngày hôm qua sau cái tin tức này ấy, thì cũng bị đẩy xuống khá là nhiều đúng không? Đẩy xuống khá là nhiều. À, tâm lý của thị trường có thể sẽ vẫn còn tiếp tục trading sideways từ nay cho đến cái thời điểm mà à, cái dữ liệu của, của ADP này được công bố và theo như đánh giá cá nhân của mình ấy, thì con số ngày hôm nay có thể sẽ là khá tệ nhưng mà nếu như nó không tệ tức là không xấu như cái ấn bản của farm của công ty ADP này á, thì cũng sẽ đủ làm cho đồng đô la Mỹ này tăng trở lại nha đấy thành ra hôm nay á, thì mình ưu tiên tìm kiếm cái cơ hội canh mua thay vì là canh bán canh mua đồng đô la Mỹ trong cái ngày hôm nay nha trên cái chỉ số DXY này này Đấy Mình kỳ vọng rằng là sẽ có cái sự phục hồi của đồng đô la Mỹ Nếu như nanfarm ngày hôm nay uh, Không xấu như cái ấn bản ADP kia ấy Thì đồng đô la Mỹ cũng sẽ phục hồi Còn nếu như thậm chí nó bằng hoặc là tốt hơn So với cái dự đoán Thì hoàn toàn đồng đô la Mỹ có thể sẽ quay được trở lại cái đỉnh cũ này Quay được trở lại cái đỉnh cũ 101.8 này Và nếu thế thì xu hướng trên các tiền tiền chính như là euro có thể sẽ giảm trở lại chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ cặp tiền EU thì đang quay trở lại cái vùng mà chúng ta canh bán rồi cái vùng 1.11 đúng không ạ hôm qua thì mình cũng đã trong cái lúc zoom online ấy, thì mình cũng đã gửi đi một cái tín hiệu bán xuống trên cái uh, cặp tiền EU khi mà nhận thấy có một cái cây long pin ba hình thành đây và zoom nhỏ cái long pin ba này ra thì ở chỗ này chúng ta có một cái mô hình gọi là uh, mô hình uh, vai đầu vai đúng không ạ đây là một mô hình vai đầu vai uh, rất là rõ ràng nhưng mà cũng rất là đáng tiếc theo sau cái bình luận của John Paulson thì uh, nó đã giảm đúng không ạ Nó đã giảm được xuống thế này Tuy nhiên sau đến cái thời điểm đó John Paulson ra cái bình luận Thì uh, đồng đô đồ la Mỹ đã có cái sự tăng trưởng trở lại Rất là đáng tiếc Đấy rất là đáng tiếc Nhưng mình đánh giá rằng vùng này Vẫn là vùng mà canh bán tiềm năng Ngày hôm nay uh, nếu như mà uh, đồng đô đồ la Mỹ này Có thể uh, quay quét trở lại cái đỉnh cao cũ này một lần nữa Và đồng thời forming được những cái mẫu nến Thí dụ như lại là W Formation ngày hôm qua uh, Xin lỗi uh, HNS Formation ngày hôm qua đúng không ạ Hay là một cái mô hình 3 đỉnh hay là mô hình 2 đỉnh gì đó thì chúng ta có thể sẽ tiếp tục vẫn kích hoạt cái vị thế bán xuống trên cặp tiền EU này nha. GBP USD cũng sẽ tương tự như vậy. Mình chờ đợi một cái kịch bản là quét qua cái mức đỉnh cao của cái ngày hôm qua sau đó forming cái tín hiệu bán xuống thí dụ như là một Mformation formation, chúng ta có thể sẽ tìm kiếm cái vị thế bán xuống. USD GBP thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng hôm qua rất là dao động. Theo sau cái ISM nó đã được đẩy lên rất là cao, nhưng sau đó khi Paulson phát biểu thì nó lại giảm trở lại. Nhưng tuy nhiên mình cũng vẫn đang canh tiếp tục canh mua đối với lại USD GPN trong cái ngày và uh, farm được công bố này và kịch bản mua lên đó, đó là khi nó có thể quét qua được cái đáy cũ 142.8 và xuất hiện W formation hoặc là HNS formation hoặc là chip bottom formation mô hình ba ba đỉnh à, xin lỗi, mô hình ba đáy đúng không ạ USD CAD thì sao mọi người nhận thấy rằng là gì ạ về cơ bản vẫn đang trong một cái xu hướng giá xuống nhưng nhìn trên biểu đồ H4 chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? nó đã tiệm cận khá là gần đến một cái khu vực hỗ trợ rồi nếu như một cái kịch bản mà đẹp nhất ấy, là ngày hôm nay khi năn farm công bố cái cặp tiền này drop mạnh xuống phía bên dưới 1.3450 này sau đó rút chân để lại long pin ba ở đây thì lúc đó chúng ta có thể sẽ tự tin rằng là xu hướng tăng giá có thể sẽ được thiết lập và vùng này sẽ là vùng bottoming tại vì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ trendline bị break đúng không ạ giá bị break quay trở lại retest lại đáy cũ rất là đẹp sẽ cho cái kịch bản có thể sẽ có tiềm năng về đảo chiều xu hướng nha. À, đô la úc cùng với đô la new zealand thì hôm qua cũng vẫn tiếp tục đang phục hồi tất nhiên mức độ phục hồi không có quá mạnh nhưng tuy nhiên á, thì mình cũng vẫn đang canh tìm cái cơ hội tiếp tục bán xuống trên các cái cặp tiền này đúng không ạ? chúng ta nhận thấy rằng uh, nzd usd thì đã break out uh, uh, cái mô hình gọi là boom and run reversal đúng không ạ? ở đây là một cái lead in trendline ở đây là một cái boom trendline đúng không ạ? đã bị break out đã bị phá vỡ đúng không? Giờ là lúc mà chúng ta vẫn tìm kiếm cái vị thế bán xuống hướng đến cái đường lead in channel này, đúng không? Đấy, tất nhiên là còn thiếu tín hiệu. Chúng ta có thể chuyển xuống những cái time frame thấp như là M15 phút này đúng không ạ? Sideways breakout tạo ra M formation đó là kịch bản bán xuống, đúng không? Hay đô la Úc cũng sẽ tương tự như vậy. Có thể sẽ là quét lại đỉnh cao của cả ngày trước đó nữa, đúng không? Đấy, sideways quét qua đỉnh cao 0.6750, sau đó xuất hiện M formation cũng là cái kế hoạch cho phép chúng ta bán xuống vàng thì đã đạt có cái sự tăng giá ngày hôm qua cơ bản là tăng giá và theo sau esm thì nó bị giảm trở lại nhưng tuy nhiên cái tăng của vàng ngày hôm qua thì chúng ta hết sức chú ý tại vì chúng ta biết rằng nó là gì ạ cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã tiệm cận đến cái khu vực đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó là 2531. Nếu như ngày hôm nay Nan được công bố mà vàng có một cái cây nến spike up hay pop up lên phía bên trên 2530, sau đó rút chân để lại long pin ba thì đây sẽ là cái kịch bản cho phép chúng ta tìm kiếm cái vị thế bán xuống đối với vàng nha. Ở chỉ số chứng khoán S&P 500 thì vẫn đang tiếp tục khá là yếu và đây là một cái vận động mình mong muốn. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà phá vỡ cái vùng giá phân phối tại đỉnh, đúng không ạ? 5600 ấy breakout thì giá đang có cái quá trình gọi là retest retest và hình thành một cái mô hình là em formation khá là điển hình đúng không ạ Nếu như chúng ta đoán không nhầm thì ngày hôm nay nếu như năn farm mà tốt mà mạnh hoặc là bằng hơn so với dự đoán thì rất có thể S&P 500 sẽ còn tiếp tục bị bán mạnh hơn nữa và chúng ta sẽ ưu tiên cho cái kịch bản tiếp tục bán xuống nha